Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện ngắn vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thư giãn. Lúc quen biết Cố Thiên Viễn, cô đang giận dỗi bỏ nhà ra đi. Ba cô khóa thẻ của cô, tịch thu xe và nhà của cô nữa. Vì sĩ diện không muốn khuất phục trước ba mẹ, cô đi làm nhân viên phục vụ bưng bê trong nhà hàng. Ngày đầu tiên đi làm, cô đã cưỡng hôn anh. Điều này cũng không thể nào trách cô, chỉ trách gạch men quá sáng, quá trơn bóng thôi. Nhà hàng 5 sao mà, thật sự khó chịu. Cố Thiên Viễn bị cô cưỡng hôn, hai gò má ửng đỏ, ngũ quan tinh xảo, làn da sắp nặn ra nước. Cô vốn định nói, tôi xin lỗi, anh không sao chứ. Ai mà biết được, vừa mở miệng ra lại thành, tôi xin lỗi, anh không phiền chứ. Nếu như anh phiền, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Cố Thiên Viễn sửng sốt, rất nhanh đã nhếch môi, cười yếu ớt. Cũng được, chịu trách nhiệm đi. Cô ngớ cả người. Người ta lớn lên, đẹp trai đã đành, ngay cả thanh âm cũng gợi cảm đến thế. Ông trời chắc chắn là thấy cô nghèo, nghèo đến mức đáng thương cho nên mới ban cho cô một anh chàng đẹp trai đến vậy. Tiếc là anh chàng đẹp trai này hình như không có tiền rồi, ăn mặc có vẻ tầm thường. Có điều cũng chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Cố Thiên Viễn ở lại cho đến khi mà cô tan ca. Trên đường đi, anh xấu hổ đến nỗi không dám nắm tay cô. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về nhà. Anh lên tiếng nói, một cô gái mà buổi tối về nhà một mình thế này sẽ không an toàn. Vừa nghe, đã thấy đây là một chàng trai chu đáo rồi. Yên Đan xấu hổ lên tiếng đáp, nhà tôi nghèo lắm, là nhà đi thuê, còn là một nhân viên phục vụ bưng bê nữa, cho nên... Nào biết Cố Thiên Viễn đột nhiên nắm tay cô, hết sức nghiêm túc mà nói. Trong nhà nghèo, chúng ta có tay có chân, lại trẻ tuổi, có thể dựa vào cố gắng, phấn đấu. Còn về phần công việc, không phân cao thấp. Tam quan cũng đứng đắn luôn, 10 điểm cho chàng trai này. Yên Đan không nhịn được mà lên tiếng. Thế anh làm công việc gì? Đáy mắt của Thiên Viễn hiện ra một tia bối rối. Sau khi mà anh dừng lại một chút suy nghĩ, thì đưa tay chỉ vào một công trường đang thi công ở đằng trước. Tôi làm việc ở đó. À, thì ra là nhân viên chuyển gạch tại công trường. Yên Đan vỗ vỗ bả vai của anh. Bạn trai, tiền đồ vô lượng. Cố Thiên Viễn sửng sốt, lập tức nở ra nụ cười rồi nhếch môi. Cô cũng vậy. Từ đó về sau, mỗi ngày đi làm đều đi ngang qua nơi mà Cố Thiên Viễn làm việc. Anh mặc quần áo lao động, đứng bên đường chào cô. Túi quần áo của anh giống như là túi vạn năng, có lúc móc ra là bánh bao sữa đậu nành, có lúc móc ra là bánh nướng sữa bò, thậm chí còn có cả nấm dâu tây. Yên Đan nhìn chiếc bánh bao ngọt tinh xảo, nhận ra đó là tiệm bánh mà cô thường ăn. Trước kia cô có mắt cũng không chớp một cái, mua một lúc 10 cái. Nhưng bây giờ lấy tiền lương một tháng của cô, mua một cái thôi cũng là xa xỉ. Cô đau lòng dùng thìa cẩn thận múc ra một miếng rồi đưa đến miệng của anh, có chút cảm động mà lên tiếng. Nhất định là rất đắt có đúng không? Tiền lương một tháng của anh có 8.000, mua bánh ngọt đắt như vậy thật lãng phí. Cố Thiên Viễn nắm tay cô, đẩy thìa bánh bao vào miệng cô. Mua cho em ăn, tại sao lại là lãng phí cơ chứ? Chẳng lẽ em không thích ăn? Làm sao có thể không thích? Rời nhà trốn đi cả tháng nay, Yên Đan ăn mặc tiết kiệm, trong miệng đều sắp nhạt hết cả rồi. Tối hôm qua, lúc đi ngang tiệm bánh ngọt kia, chẳng qua là liếc vào trong tủ kính vài lần, thế mà đã bị Cố Thiên Viễn ghi nhớ rồi.
Yên Đan ôm anh rồi hôn lên khóe môi anh. Cảm ơn anh đối xử với em quá tốt. Người đàn ông cũng vui mừng cười đáp. Chỉ cần em thích ăn, sau này anh kiếm được nhiều tiền sẽ mua cả tiệm bánh đó tặng cho em. Ơ kìa, cái gì thế này? Nguyện vọng rất tốt đẹp nhưng mà thực hiện được thì có vẻ xa vời nhỉ. Theo Yên Đan được biết, cửa hàng bánh ngọt này trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Kết quả ngày hôm sau, khi mà cô vừa tỉnh dậy thì thấy tin tức tiệm bánh ngọt kia đã bị một người thần bí mua lại. Cô ngớ cả người, ai mà có bản lĩnh lớn lao đến thế. Trên băng ghế ven đường, ăn bữa sáng của cô Thiên Viễn mang cho Yên Đan, cô bị mơ hồ lên tiếng nói. Em nghe nói tiệm bánh ngọt Hoàng Gia MO đã bị thu mua rồi, cũng không biết ai thu mua. Ai mà có số tiền lớn đến như vậy nhỉ? Cố Thiền Viễn bên cạnh rõ ràng là cứng đơ người, gượng cười đáp. Chuyện này em cũng biết sao? Nhớ đến ngày hôm qua, anh nói muốn mua tiệm bánh ngọt cho cô. Cô lập tức mềm lòng, an ủi. Anh đừng buồn, mấy người có tiền đó chính là không biết dùng tiền vào việc gì nên tiêu xài hoang phí đó. Khóe môi của Thiên Viễn giật giật, dường như lại càng thêm khổ sở. Con trai mà, lòng tự trọng rất cao, cô hiểu. Thật ra, anh có thể vì em mua bánh ngọt thế này, em đã rất vui rồi. Còn về phần tiệm bánh ngọt kia... Lời cô nói còn chưa dứt, điện thoại di động trong túi đã reo lên. Người gọi đến là Lão Giảo Hoạt, chính là người cha nhận tâm của cô đó. Yên Đan có chút chột dạ, cô lập tức nhét số bánh bao còn lại vào tay của Thiên Viễn rồi chạy sang một bên để nghe máy. Yên Đan à, bà đã nghĩ kỹ rồi, nếu con nhớ nhà thì trở về thăm ba mẹ. Con nói xem, ba mẹ nuông chiều con từ bé đến nay là hơn 20 năm, con làm sao có thể chịu được nỗi khổ ở bên ngoài chứ? Khổ ư? Yên Đan quay đầu nhìn người đàn ông cách đó không xa, trong lòng ngọt ngào như uống mật. Thực ra cũng không khổ cho lắm. Lão Giảo Hoạt thấy cô chịu khổ không được cho nên mới gọi điện ra vẻ yêu thương thế này đây. Trong lòng ông đang tính toán thế nào cô biết rất rõ. Mẹ cô mấy năm nay không hiểu làm sao tự dưng lại cảm thấy hứng thú với chuyện đi du lịch, chính là kiểu đi du lịch vòng quanh thế giới. Chỉ 2 năm đã đến 4 lần, nói là đi du lịch nước ngoài, đem bộ não yêu đương của ba cô để ở nhà, làm cho ông lo lắng muốn chết. Hận không thể một ngày 24 giờ, có 20 giờ đều gọi điện video cho mẹ cô. Có lần ba còn nói với cô rằng vợ của ba quá đơn thuần, sợ bị người ta lừa đi. May mắn thay, việc ăn cơm chó trong nhiều năm đã giúp cho cô tăng cường khả năng miễn dịch. Ba bắt đầu để ý đến cô, sống chết muốn đem công ty cho cô thừa kế. Ông nói ông lớn tuổi rồi, sức lực không đủ, vân vân mây mây. Yên Đan thấy rõ ràng là ông bởi vì muốn cùng mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, cho nên lúc này mới khẩn cấp muốn ném công ty cho cô đây mà. Nếu như ý chí của cô yếu đuối một chút thì sẽ bị ông đưa vào chồng ngay. Ba, con đã nói rồi, con muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để trải qua cuộc sống cơm no áo ấm. Con gái, con vẫn còn giận cha sao? Lúc đó đúng là cha có chút nóng giận. Thôi, không nói chuyện này nữa. Nhưng Yên Đan này, con có biết người mua tiệm bánh ngọt Hoàng Gia MO là ai không? Cái khác thì không hứng thú đâu, nhưng mà riêng cái này Yên Đan hứng thú. Lúc trước cô đã cầu xin ba nói chuyện với tiệm bánh ngọt kia, mà 5 triệu người ta cũng không bán. Người ta nói người ta không vì kiếm tiền, bán bánh chỉ vì tình cảm thôi. Thế cho nói thử xem là ai mua? Bà cô cố tình thừa nước đục thả câu. Con đoán trước xem, nếu ba không nói thì con sẽ tắt máy đây. Đừng đừng, để ba nói cho con biết. Con còn nhớ con trai của cố gia, trước đây ba bảo con đi xem mắt không? Ông lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Yên Đan này, con thử nghĩ mà xem, bây giờ tiệm bánh ngọt con thích nhất đã bị người ta mua lại rồi. Chỉ cần hai đứa kết hôn thì sau này con muốn ăn bánh ngọt
Không phải là chuyện vài phút hay sao? Chính xác, bánh ngọt hoàng gia MO mỗi ngày định lượng bán ra còn cần đặt trước. Chẳng ai chắc chắn là có thể mua được bánh ngọt mỗi ngày hay không. Nhưng bởi vì thích ăn bánh ngọt, liền theo tâm nguyện của ba cô đi xem mắt. Cái này có phải không có tiền đồ hay không? Ba ơi, có vẻ ba đã đánh giá thấp con gái của mình rồi đấy. Đối diện với cám dỗ, Yên Đan vẫn có dũng khí mà tắt máy. Cố Thiền Viễn thấy tâm trạng của cô không tốt thì đi đến ân cần hỏi. Sao thế em? Không có gì đâu, chỉ là ba em gọi đến lải nhải cằn nhằn vài câu. Cô ôm anh rồi làm nũng. Cố Thiền Viễn, chúng ta chắc chắn phải cố gắng gấp đôi, làm ra bánh ngọt còn ngon hơn cả tiệm Hoàng Gia MO. Sao cơ? Thiền Viễn ngạc nhiên nhìn cô. Anh chưa biết à? Người thu mua cửa hàng bánh ngọt cũng họ Cố đấy. Có điều hắn ta không bằng anh, đẹp trai lại chăm chỉ. Tên họ Cố đó là loại phá gia chi tử mà thôi. Nét mặt của Cố Thiên Viễn sao mà khó diễn tả thế này. Anh thận trọng hỏi cô. Yên Đan, sao mà em có ác cảm với vị thiếu gia họ Cố đó thế? Thì gần đây không phải rất phổ biến câu nói thà ngồi khóc trên xe BMW chứ không muốn ngồi cười trên xe đạp sao? Không phải là anh lo lắng cô sẽ ghét bỏ anh đấy chứ? Vậy là cô vội vàng lên tiếng đáp. Đúng vậy, em rất không thích loại phú nhị đại đó. Anh không biết đâu, em đã gặp những người có tiền ở nhà hàng. Có một số người trong bọn họ là loại nhà giàu mới nổi, rất kiêu ngạo và không lịch sự. Không giống như chúng ta, là những người nghèo chăm chỉ, có đúng không? Cố Thiền Viễn khẽ gật đầu, trầm ngâm đưa chiếc bánh bao còn nóng hổi trên tay cho cô. Thơm thật đấy. Món bánh bao hấp này có lớp vỏ dày, nhân nhiều, bên trong là tôm, thịt bò, nấm, ăn lần nào cũng thấy khác nhau. Bánh bao hấp này anh mua ở đâu thế? Rất khác với những cái mà em mua được. Cố Thiền Viễn sửng sốt một chút, trong mắt hơi hoảng sợ. Đây là nhà anh, là người nhà làm. Cô không thể không giơ ngón tay cái khen ngợi. Là mẹ anh làm hay ba anh làm? Tay nghề đúng là quá tuyệt vời. Cố Thiền Viễn chỉ cười không nói gì. Hai người ăn sáng cùng nhau, sau đó mỗi người đều đi làm. Giờ nghỉ trưa, mẹ của Yên Đan gọi điện đến. Bé cưng, về nhà đi. Nhà thuê thì làm sao mà ở được chứ? Mẹ đã phê bình ba con rồi đấy. Lão già chết tiệt đó không nên nói với con những lời như vậy. Mẹ tưởng cô còn giận ba nên không chịu về nhà. Nhưng không hoàn toàn là vì lý do này đâu. Cô biết rõ bản thân sẽ làm được cái gì, có thể quản lý tốt chính mình. Nhưng mà loại công việc tiếp quản công ty gì gì đó, xin hãy tha cho cô đi. Điều quan trọng nhất là sau hơn 20 năm được ba mẹ chăm sóc, cô cũng muốn nhảy ra khỏi vùng an toàn để xem bản thân có thể làm nên trò trống gì hay không. Trước đây làm nghiên cứu sinh phục vụ không phải là kế hoạch lâu dài, nhưng Cố Thiên Viễn là một biến số trong kế hoạch của cô. Bây giờ nhìn lại, nếu muốn nói chuyện yêu đương thì phải tiếp tục đi làm phục vụ, không thể nào về nhà. Ai bảo cô quá thích Cố Thiên Viễn. Mẹ à, không cần phải thuyết phục con nữa đâu. Mẹ có thời gian thì thuyết phục ba đi. Nói cho mẹ biết một bí mật nhé. Con đã có người mình thích rồi đấy. Thật ư? Người đó trông thế nào? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Ba mẹ làm nghề gì? Trời đất, làm sao có thể một lúc hỏi ra nhiều câu đến thế chứ? Thôi thôi, con phải vào làm rồi. Mẹ đừng hỏi lung tung nữa. Yên Đan, nói cho mẹ biết con gặp bạn trai khi nào. Đừng ngại, kể cho mẹ nghe đi mà. Sau khi tắt máy, cô muốn tự tay tát cho mình hai cái. Nói gì không nói, lại nói bản thân có bạn trai rồi. Chắc chắn mẹ cô bắt đầu nói bóng gió. Cô giả vờ không hiểu. Buổi tối lúc tan làm, Cố Thiên Viễn đến đưa cô về nhà. Hai người nắm tay nhau đi trên đường. Những lúc cô mệt đến mức không đi nổi nữa, anh sẽ cõng cô sau lưng, mua cho cô món khoai lang nướng ấm áp cùng với hạt dẻ ngào đường.
Anh ôm mặt cô, giọng nói trìu mến. Tháng sau anh sẽ mua xe, sau này em không cần phải chịu lạnh cùng anh nữa, yên đan. Cô lập tức lắc đầu. Đừng đừng, ngồi trong ô tô sưởi ấm làm sao có thể ấm bằng anh được. Em không muốn đâu, dù sao thì chỗ làm cũng không quá xa, đi bộ về có thể tính là giảm béo mà. Cố Thiên Viễn nhìn cô trong bóng tối, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Cũng được. Đến gần khu chung cư, cô thấy chiếc xe Ben quen thuộc từ đằng xa, đặc biệt là biển số xe 888 bắt mắt giữa những chiếc ô tô bình dân đậu ở đó. Trời đất, tại sao mẹ cô lại xuất hiện ở đây rồi? Thừa dịp Cố Thiên Viễn không để ý, cô lập tức lấy điện thoại ra. Lúc này mới biết mẹ cô đã gửi tin nhắn cho cô từ bao giờ. Con yêu, mẹ đến gặp con đây. Tất cả là do những lời nói của cô chiều nay hay sao? Mẹ à, con cảm ơn mẹ, nhưng hôm nay chắc là con phải tăng ca, không thể nào về sớm gặp mẹ được rồi. Vớ vẩn, mẹ nhìn thấy con ở đầu hẻm rồi, yên đan. Mẹ đã gửi một biểu tượng cảm xúc ám ảnh. Thế chàng trai bên cạnh con là ai thế? Đến gần đây, mẹ nhìn không rõ mặt gì cả. Đúng là mẹ ruột của cô, không chừa cho cô một chút đường lui nào. Yên Đan lập tức nắm tay của người đàn ông. Cục cưng, hay là hôm nay anh tiện em đến đây thôi nhá. Em... Sao thế? Cố Thiên Viễn nhướng mày nghi ngờ hỏi cô. Không có gì đâu, chỉ là em cảm thấy có lỗi với anh. Sau khi làm việc cả ngày lại còn phải đi một quãng đường dài như vậy với em. Em muốn để anh về nhà nghỉ ngơi sớm. Cố Thiên Viễn nhéo chóp mũi cô rồi cười đáp. Ở bên cạnh em rất vui mà, làm sao anh có thể mệt được. Thấy mẹ đã mở cửa bước xuống xe, Yên Đan lập tức kéo anh quay lại. Nếu đã như vậy, chúng ta đi dạo thêm một lát nữa nha. Nói xong cô nhanh chóng kéo Thiên Viễn lập tức rời đi. Cô bảo Thiên Viễn đi mua trà sữa rồi vội vàng gọi cho mẹ. Mẹ à, mẹ đừng làm loạn. Anh ấy căn bản không biết thân phận của con đâu, chỉ biết con là một cô gái đi làm công bình thường thôi. Mẹ cô sững sờ vài giây. Không sao, mẹ có thể diễn cùng con mà. Thực sự cô muốn quỳ xuống vái lạy mẹ luôn. Thôi thôi, kỹ năng diễn xuất của mẹ tệ lắm. Mẹ cô vẫn chưa chịu thua. Thế thì mẹ không nói gì, chẳng lẽ như vậy cũng không được. Mẹ mang đồ ăn đến cho con, còn nỡ lòng nào đuổi mẹ về cơ chứ. Yên Đan nhìn xung quanh vội vàng nói. Mẹ ơi, chỗ này là khu lao động đấy. Mẹ lái xe sang đến đây, nếu người ta nhìn thấy sẽ nghĩ mẹ tới để khoe khoang. Nếu để cho bọn họ biết mẹ là mẹ của con thì có thể bọn trộm cắp sẽ nhắm vào con đấy. Rồi sau này... Lời này vừa thốt ra, mẹ cô đã ngập ngừng. Thôi được rồi, nhưng mà con phải nhớ biết tự bảo vệ cho bản thân mình đấy, bé cưng. Thế tối nay bạn trai con có ở lại không? Cô nghe vậy mà đơ ra. Mẹ nói cái gì thế? Bọn con yêu đương là trong sáng, là tình yêu đơn thuần thôi, ở lại làm sao được? Thấy Thiền Viễn cầm hai cốc trà sữa đi tới, Yên Đan lập tức tắt điện thoại. Em thích trà sữa trân châu khoai môn. Cô căng ra đầu cùng với Thiên Viễn đứng ở cổng hơn 10 phút, cuối cùng thì cũng nhìn thấy mẹ cô lái xe đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mũi và tai của Thiên Viễn đỏ bừng lên vì lạnh, làm cho cô đau lòng. Hay là lên nhà rồi uống tách trà nóng đi. Đây là lần đầu tiên cô mời anh lên nhà sau một tháng nói chuyện yêu đương với nhau. Cũng được. Cố Thiên Viễn cười đùa. Mà đúng rồi, anh có thể giúp em sửa bóng đèn và thông cống. Trời đất. Nói tóm lại là hai người cười đùa suốt quãng đường về nhà. Vừa rót cho Thiên Viễn một cốc nước ấm thì có tiếng gõ cửa vang lên. Chắc là chuyển phát nhanh đấy. Cô giải thích trước ánh mắt khó hiểu của Thiên Viễn. Mở cửa ra, cô hoàn toàn chết lặng. Người đến không ai khác chính là mẹ cô. Khủng khiếp hơn nữa, bà đang mặc bộ đồng phục của ứng dụng giao hàng nào đó, thoạt nhìn không giả chân chút nào, kèm theo nụ cười công nghiệp trên khuôn mặt của bà. Một tay đưa đồ ăn, tay kia
kéo con gái ra ngoài rồi lại nhìn vào trong nhà. Với giọng nói sợ người bên trong không nghe thấy, bà hét lên: "Hai người ăn sau, tôi giao hai bộ dụng cụ nha." Trời đất, cứu, cứu mạng với. Yên Đan vội vàng quay đầu, thấy Thiên Viễn vẫn chưa đi ra, thì lúc này cô mới dám hạ giọng xuống: "Mẹ, mẹ đang làm gì ở đây thế này?" Mẹ ngây thơ nhìn cô: "Thì giao đồ ăn." Bà đặc biệt vui vẻ nói với cô: "Bé cưng Yên Đan, nhớ con nhắc nhở, cần phải khiêm tốn. Sau này mẹ sẽ thay những bộ đồng phục giao hàng đi thu tiền nhà. Mẹ cảm thấy như vậy rất thực tế." Cô cứng đơ cả người, không biết phải nói thế nào. Có ai giao đồ ăn như mẹ cô không? À không, có ai thu tiền thuê nhà như thế này không? Lẽ ra cô phải nghĩ đến từ lâu. Tại sao một người tò mò như mẹ cô lại có thể kiềm chế được cái bệnh hóng chuyện của bà khi biết cô có bạn trai cơ chứ? "Mẹ đừng đùa với con nữa. Đồ ăn giao xong rồi thì mẹ có thể về." Mẹ nhìn cô ánh mắt hoài nghi, như thể cô không phải là con gái của bà. "Con gái, mẹ ăn mặc thế này đến gặp con, con không mời mẹ vào nhà uống trà sao?" Bà vẫn cố gắng muốn được vào trong nhà. Yên Đan tế nhị đáp: "Mẹ thấy người giao hàng nào được mời vào trong nhà uống trà bao giờ chưa?" Sau khi suy nghĩ, bà đáp: "Cũng không phải là không có. Mẹ nhớ lần trước có thấy trên tin tức." "Sao mà mẹ vẫn còn tin những chuyện trên báo chí cơ chứ?" "Mẹ đừng như vậy. Ngày mai con xin nghỉ cả ngày rồi chơi cùng mẹ có được không?" Mẹ cô kiên quyết lắc đầu: "Không được, mẹ muốn ngay ngày hôm nay." "Mẹ à, mặc dù mẹ là mẹ của con nhưng hôm nay thực sự không thể đâu." "Cũng được. Thế bây giờ để mẹ vào trong nói rõ mẹ là ai nhé, chứ không chỉ đơn giản là uống trà nữa." Bà đang muốn thay đổi thân phận rồi nói sự thật cho Cố Thiên Viễn hay sao? Trước khi mẹ kịp mở miệng, cô đã nhanh tay nhanh mắt đoán trước. Khi mà Thiên Viễn không đợi được đi ra cửa, đã thấy Yên Đan bịt miệng cùng người giao hàng. Mẹ cô mở to mắt nghẹn ngào không nói nên lời. Cô vội vàng mở cửa rồi giải thích với Thiên Viễn: Chờ một chút nha, em có chuyện muốn nói với cô ấy. Anh cứ vào trong ngồi đi." "Nhanh vào đi, em sẽ vào sau." Người đàn ông nghiêm túc nhìn cô, do dự một hồi thì cũng trở về phòng khách. Yên Đan kéo mẹ ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại. Liếc sơ qua một cái, mẹ đã nhìn rõ mặt nó rồi. Mẹ vỗ hai cái vào lưng cô, giọng nói có chút tức giận: "Cái đồ vô tâm, cho dù chỉ là thằng bé con nhà nghèo thì mẹ cũng không làm khó nó đâu. Chỉ cần con thích, mẹ sẽ ủng hộ con mà." Mặc dù những câu nói của mẹ nghe rất ấm lòng, nhưng mà Yên Đan vẫn chưa quên mình đang che giấu thân phận với Cố Thiên Viễn. Vừa xoa xoa lưng mẹ, cô vừa giải thích: "Mẹ, mẹ hiểu con thế nào mà. Nếu bây giờ mẹ vào đó nói ra thân phận thật sự, mẹ thử nghĩ mà xem, anh ấy sẽ tức giận lên, lúc đó con biết phải làm sao." Mẹ nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu rồi lại nói: "Tại sao con lại có thể di truyền bộ não yêu đương giống y như là ba con vậy chứ?" Mẹ cô cười nói giống như một hồ ly: "Yên Đan, bà nãy con nghĩ mẹ muốn làm rõ thân phận của con sao? Thế không phải à?" Mẹ khẽ khịt mũi, lấy trong túi ra một chùm chìa khóa rồi khua khua trước mặt cô: "Mẹ đến thu tiền nhà. Mẹ quên nói với con đang thuê nhà của chính mình đấy." Nghe như vậy mà cô cứng đơ cả người. Chuyện gì thế này? Cô đã nhẫn nhịn chịu đói khi mà trả tiền thuê nhà 3 tháng cho một lần. Bây giờ mẹ đến nói với cô rằng cô đang thuê nhà của chính mình là sao? "Mẹ, mẹ có biết lịch sự không? Con vẫn còn trẻ và ngây thơ lắm, Yên Đan. Con không thể nào hiểu được tại sao Tôn Ngộ Không thoát khỏi núi Ngũ Chỉ của Phật Tổ Như Lai." Yên Đan không thể thoát khỏi cái hố này. Rõ ràng là họ chuẩn bị sẵn cái hố khác để cho cô nhảy vào. Nghĩ đến đây, cô nắm tay mẹ nhõng nhẽo: "Mẹ ơi, con có thể..." "Không được, con còn chưa nói xong mà." "Mẹ biết thừa con muốn nói gì. Là miễn phí tiền thuê nhà có đúng không?" "Không nói nhiều,
Không được là không được. Đây có phải là mẹ ruột của cô không? Từ chối thẳng thừng đến thế sao? Cô sợ Cố Thiên Viễn chờ bên trong sẽ nghi ngờ, cho nên cô lập tức trở vào sau khi đã dỗ mẹ xong xuôi. Cố Thiên Viễn thấy tiếng mở cửa thì lập tức đi tới, sốt sắng lên tiếng. Có chuyện gì thế? Có mâu thuẫn gì xảy ra sao em? Yên Đan cười xua tay. Không có gì đâu, em cùng với dì ấy nói chút chuyện thôi. Cố Thiên Viễn bán tín bán nghi. Vậy người đó là... Mắt cô đảo một vòng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đã rất nhiều ngày không ăn cơm mẹ làm, cô đang vùi đầu ăn, làm sao có thể chú ý anh nói cái gì cơ chứ? Cố Thiên Viễn đối xử với cô rất tốt, thì cô cũng không thể nào hà khắc với anh, đúng không? Vậy là cuối tuần ở nhà, cô làm theo công thức nấu ăn mẹ dạy. Thất bại vô số lần, cuối cùng thì cô cũng học được cách làm sushi. Buổi trưa ngày thứ hai, muốn gây bất ngờ cho Cố Thiên Viễn, cô cố tình đến bên ngoài công trường để tìm anh mà không gọi trước. Anh yêu, đoán xem bây giờ em đang ở đâu nào? Máy móc trong công trường kêu inh ỏi, mà kỳ lạ thật đấy, âm thanh ở đầu dây bên kia điện thoại lại yên tĩnh đến lạ thường. Yên Đan nhìn tầng trên cùng, là tầng 26 đang được xây dựng. Một bóng người có kích thước bằng quả bóng đá đang bận rộn ở trên đó. Công nhân thi công vất vả thật đấy. Em đang ở đâu thế, Yên Đan? Giọng nói trầm ấm đầy sức hút của Cố Thiên Viễn làm cho tim cô rung động dữ dội. Cô ân cần đáp. Em mang cơm trưa đến cho anh. Em đang ở bên ngoài công trường đây. Em biết, em đang làm việc ở tầng trên cùng. Anh đừng vội, cứ từ từ, em sẽ chờ anh. Được rồi, em chờ ở đó. Cũng đừng vào bên trong, không được sạch sẽ và an toàn đâu, Yên Đan. Chắc là do quá kích động nên âm thanh của Thiên Viễn không ổn định thì phải. 15 phút sau, anh thở hổn hển đứng trước mặt của cô. Anh đội chiếc mũ màu vàng mà bộ quần áo bảo hộ lao động vừa to vừa không sạch sẽ. Yên Đan chạm vào cổ tay áo của anh, đau lòng lên tiếng. Lãnh đạo của các anh đúng là vô nhân đạo, cho các anh đồng phục làm việc như thế này là ăn bớt nguyên liệu có đúng không? Cố Thiên Viễn đỏ mặt ấp a ấp úng giải thích. Thật ra bọn họ cũng rất bận, có lẽ không để ý đến những tiểu tiết. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của người đàn ông, Yên Đan khẳng định anh chắc chắn rất ngại khi mà nhờ cấp trên đổi cho mình bộ đồng phục khác. Cô lo lắng khoanh tay nói. Những chi tiết nhỏ rất quan trọng mà. Bây giờ đang là mùa đông, anh làm việc trên tầng cao nhất, cổ tay và mắt cá chân không được bảo vệ kỹ, sau này có thể bị viêm khớp. Không được, em muốn tìm lãnh đạo của các anh để mà giải thích một chút. Chàng trai của cô, người khác không đau lòng nhưng mà cô đau lòng. Nói xong, cô nắm tay anh kéo vào bên trong. Cố Thiên Viễn bất lực, không còn cách nào khác, đành dẫn cô vào trong đó. Anh mượn cho cô chiếc mũ bảo hộ lao động từ công nhân khác đội vào. Tuy nhiên chiếc mũ này lại màu đỏ. Yên Đan, dù anh Vương đang xử lý chuyện hậu cần không có ở đây, em đến cũng không gặp được đâu. Em yên tâm, khi nào anh ấy trở về, anh sẽ báo anh ấy về vấn đề quần áo đồng phục. Thiên Viễn vội vàng nói tiếp. Mà đúng rồi, không phải là em mang đồ ăn trưa đến cho anh sao? Vừa đúng lúc anh đang rất đói. Khi nghe thấy người xử lý hậu cần không ở đây, cô không thể nào làm gì khác ngoại trừ bỏ cuộc. Cố, tiểu cố, ở đây có chỗ ngồi đấy. Cách đó không xa, một công nhân đội mũ trắng nhiệt tình vẫy tay với Cố Thiên Viễn. Người đàn ông nắm tay Yên Đan đi tới. Sau khi vào trong thì phát hiện ra trong phòng đang bật máy sưởi, bên trong được lau dọn sạch sẽ. Yên Đan có chút tò mò. Sao đồng nghiệp của anh không cùng ăn luôn? Cố Thiên Viễn liếc nhìn bên ngoài. Chắc họ ăn rồi. Mà em rút lại lời nói ban nãy nha. Sếp của anh khá tốt bụng, còn lắp đặt hệ thống sưởi ở phòng ăn nữa. Thiên Viễn nhìn hộp đồ ăn giữ nhiệt trên tay của Yên Đan, gãi đầu. Cả buổi sáng chuyển gạch, chắc là bây giờ anh đang đói lắm đây. Nghĩ như vậy, cô không khỏi chua xót.
Em làm sushi cho anh đấy, anh có muốn ăn thử không? Thiền Viễn gắp một miếng bỏ vào trong miệng, lập tức khen ngợi. Ngon quá, đặc biệt rất ngon, còn ngon hơn cả loại sushi của Nhật mà anh từng ăn nữa. Anh từng đi Nhật sao? Người đàn ông vội vàng lắc đầu. Không không, trước đây anh có mua sushi ở một tiệm tên là Cửa hàng Sushi Nhật Bản. Yên Đan sờ đầu anh, đau lòng nói. Sau này em sẽ dắt anh ra nước ngoài ăn món Anh chính gốc. Cố Thiên Viễn tự dưng ngẩng đầu. Sao cơ? Ý em là đợi sau này có tiền, chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch nước ngoài, có được không? Nghe Yên Đan nói như vậy, anh gật đầu. Cô hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình, xém chút nữa là lộ rồi. Yên Đan tò mò nhìn khoảng đất trống ở bên ngoài cửa sổ, nơi có một nhóm công nhân đội mũ đủ màu đang tụ tập với nhau. Họ đang làm gì thế? Chắc có cuộc họp. Cố Thiên Viễn không ngẩng đầu mà đáp. Sao họp mà không gọi anh? Anh dừng lại một chút rồi đáp. Anh không đủ trình độ. À, cô giống như hiểu ra. Cố Thiên Viễn tốt nghiệp trung học kỹ thuật, gia cảnh nghèo khó, có thể ở thành phố lớn tìm được công việc có thu nhập 8.000 thì đã không tệ rồi. Bọn anh đội nón có màu sắc khác nhau, như vậy có liên quan đến cấp bậc không, Thiên Viễn? Có đấy. Sau khi ăn hết hộp sushi, Thiên Viễn đến trước cửa sổ rồi giải thích. Mũ đỏ là có vị trí cao nhất dành cho lãnh đạo, mũ trắng là mũ của người lao động bình thường. Khuôn mặt góc cạnh sắc nét với hàng lông mày sâu và sống mũi cao, giọng nói trầm thấp rõ ràng. Quả táo Adam thì dao động lên xuống, cả người Thiên Viễn tỏ ra một sự quyến rũ không thể nào cưỡng nổi. Yên Đan chống cằm nhìn anh ngây ngốc. Người đàn ông đột nhiên quay đầu, hai người mắt chạm mắt, khóe môi cong cong, có vô số vì sao lấp lánh trong đôi mắt đen láy kia. Trong lúc cô giật mình quay đầu thì người đàn ông đã hôn xuống. Cố Thiên Viễn lúc không thể nào kiềm chế nổi, cô đã đẩy anh ra rồi chỉ vào chiếc mũ trên đầu anh. Anh còn có đồng nghiệp là lãnh đạo sao? Thiên Viễn thần sắc kỳ quái, do dự hồi lâu rồi mới đáp. Là chú của anh. Yên Đan cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng mà cũng không thể nói rõ. Đang muốn hỏi thêm thì Thiên Viễn lại nói. Buổi chiều em còn phải làm việc nữa, để anh đưa em về nha. Cũng được. Khi mà hai người ra ngoài, nhóm công nhân đang tụ tập cùng nhau lập tức chú ý. Bị quá nhiều người nhìn chằm chằm, Yên Đan cảm thấy không thoải mái. Cô thì thầm nói với Thiên Viễn. Công nhân bên chỗ anh được huấn luyện kỹ thật đấy, vậy mà lại cùng anh tiện em. Nhìn em giống như là nhìn đại ca vậy. Thiên Viễn im lặng, che chắn cô trước đám đông. Mọi người bình thường rất quan tâm đến anh. Đúng là đáng yêu quá đi. Chớp mắt một cái, Yên Đan và Cố Thiên Viễn đã ở bên nhau hơn nửa năm. Trong thời gian đó, Yên Đan cũng thành công nhận được chứng chỉ tốt nghiệp. Mấy ngày nay, Cố Thiên Viễn luôn luôn tỏ ra bí ẩn, ánh mắt lảng tránh khi mà đối diện với cô. Anh sao thế? Anh làm chuyện xấu sau lưng em à? Thiên Viễn thấy cô gặng hỏi, chỉ có thể giải thích. Anh thấy ngày sinh của em trên chứng minh thư, sắp đến sinh nhật của em rồi, anh định sẽ tặng em một món quà bất ngờ. Trái tim cô như nở hoa khi mà nghe anh thú nhận như vậy. Cuối cùng thì cũng đến ngày sinh nhật. Vừa về đến nhà đã thấy người đàn ông cầm bó hoa chờ cô trước cửa. Chúc mừng sinh nhật em, Yên Đan. Mặc dù việc tặng hoa là sáo rỗng, nhưng mà cái cảm giác lễ nghi chết tiệt này vẫn làm cho cô hoàn toàn cảm động. Càng vui vẻ hơn khi mà thấy anh tự tay chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, sau khi mà anh học được trên TV. Cô vòng tay qua cổ anh, hôn một cái thật kêu trên má anh, nghe chuột chuột. Cảm ơn anh, Thiên Viễn. Thiên Viễn nhếch môi cười. Nói nhảm gì vậy? Còn một món quà nữa, em xem đi. Cầm hộp quà được đóng gói tinh xảo, trái tim bé nhỏ của cô đập thình thịch, thình thịch.
Mặc dù đã nhận được rất nhiều thứ, nhưng đây là món quà sinh nhật đầu tiên từ bạn trai nha. Ngay khi mở nó ra, cô đứng hình tại chỗ. Người đàn ông nhìn cô trong mắt đầy mong chờ. Sao thế? Không đẹp hay là em không thích? Thành thật mà nói, nó có vẻ tốt và cô thích nó. Nhưng món quà giá trị như vậy không nên đến từ một người như anh. Một bộ trang sức có giá tiền triệu. Nụ cười trên mặt cô tắt ngúm. Cô đóng hộp quà, nhìn đôi mắt đen láy của người đàn ông, giọng nói trầm xuống. Tại sao anh muốn tặng trang sức cho em, Thiên Viễn? Thiên Viễn nhanh chóng liếc nhìn cô, lảng tránh. Là anh không biết nên tặng cái gì. Anh chỉ cảm thấy cổ em hơi trống. Trong lúc nghỉ điện thoại, anh tình cờ thấy một buổi phát sóng trực tiếp nên chọn một bộ. Tình cờ? Tình cờ người ta bán vòng cổ sao? Kênh nào mà dám bán chiếc vòng cổ trị giá bạc triệu trong một buổi phát sóng trực tiếp cơ chứ? Anh xem cô là đứa trẻ lên ba chắc. Nhìn khuôn mặt vô cùng chân thành của Thiên Viễn, cô không chắc lắm. Vậy viên ngọc lục bảo này... Thiên Viễn nhìn cô đôi mắt trong veo. Viên ngọc giả thôi, chỉ có sợi dây là thật. Quyền nói với anh, chuyên ngành của cô là thiết kế trang sức. Cô đã nhìn thấy những viên đá quý nhiều màu sắc trong hộp trang sức của mẹ rồi. Sau khi mà chọn chuyên ngành ở trường đại học thì cô đã tiếp xúc với hàng trăm loại đá quý. Chỉ cần liếc mắt đã biết nó là thật hay là giả. Sau khi mà tổ chức sinh nhật cho Yên Đan, cố Thiên Viễn nói rằng ở nhà có việc, anh muốn quay trở về. Cô giả vờ vô tình hỏi anh. Anh có muốn em về với anh không? Dù sao thì cũng yêu đương nhau một thời gian rồi, ba mẹ cô đều biết anh. Vậy cũng đến lúc cô phải chào hỏi ba mẹ anh rồi. Có điều nét mặt người đàn ông lập tức thay đổi, anh tìm đủ lý do để từ chối. Nếu là trước đây thì chắc là Yên Đan sẽ không để tâm. Nhưng hôm nay không giống thế. Anh vừa tặng cho cô bộ trang sức đắt tiền, cô không thể nào không đa nghi. Sau khi tận mắt nhìn Thiên Viễn lên taxi, cô cũng lập tức bắt một chiếc taxi khác và đi theo anh. Xe của cố Thiên Viễn dừng lại sau khi rẽ qua hai ngã tư. Chứng kiến tận mắt anh bước chân lên chiếc xe Lincoln sang trọng nằm dài ở bên đường, thậm chí tài xế còn đích thân xuống mở cửa cho anh. Khoảnh khắc đó, trái tim cô thắt lại. Cố Thiên Viễn. Xe chạy đến một câu lạc bộ tư nhân. Nhìn tên của câu lạc bộ một chút, cô nhớ ra câu lạc bộ này không chỉ yêu cầu chế độ tên thật, mà phải được mời từ thành viên trong câu lạc bộ mới có thể trở thành thành viên VIP. Cô còn chưa kịp suy nghĩ thêm, đã thấy một cô gái trẻ mặc đồ hiệu đang đứng trước cửa trông ngóng. Vừa thấy cố Thiên Viễn xuống xe, cô ta thân thiết tiến tới chào hỏi. Cô ta đến gần ôm lấy Thiên Viễn, anh thì đưa tay còn lại vỗ nhẹ trên lưng của cô gái vài cái. Mặc dù đang ngồi trong xe, nhưng Yên Đan vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười nhẹ trên gương mặt của anh. Sau đó cô gái kia dựa vào cơ thể anh, thân mật ôm tay anh đi vào trong câu lạc bộ. Yên Đan thẫn thờ nhìn về phía cửa ra vào, cảm giác giống như có ai đó đang ghim mạnh vào trái tim. Cho dù đánh chết, cô cũng chẳng bao giờ nghĩ cố Thiên Viễn là một người được phú bà bao nuôi. Vậy cô là cái gì? Con chim hoàng yến được bao nuôi bởi một tiểu bạch kiểm hay sao? Chẳng trách anh có thể tặng cho cô bộ trang sức đó, hóa ra là đồ phú bà cho anh. Nghĩ đến đây làm cô cảm thấy buồn nôn. Lần đầu tiên yêu đương đã gặp phải cú sốc lớn thế này rồi, đúng là quá nực cười. Về đến nhà, trong cơn tức giận, cô đã uống chút rượu và gọi điện cho cố Thiên Viễn nói lời chia tay. Anh vội vàng quay trở lại pha cho cô một bát trà giải rượu, muốn ôm cô để mát xa đầu, nhưng bị cô từ chối một cách tàn nhẫn. Anh có giấu em chuyện gì không, Thiên Viễn? Người đàn ông lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới lắc đầu. Không có. Cô cười lạnh, vịt đến chết vẫn cứng miệng. Thôi được rồi, muốn tiếp tục giấu giếm có đúng không? Chúng ta chia tay đi. Cố Thiên Viễn khẽ thở dài.
Em say rồi đấy, yên đan. Bây giờ thì say, nhưng 2 tiếng trước cô rất tỉnh táo nha. Thấy anh hẹn hò cùng với một người phụ nữ giàu có, lớn tuổi, đã không vạch trần anh là giữ thể diện cho anh lắm rồi đó. Em cảm thấy em không thích anh nữa. Nói linh tinh. Thiền Viễn đột nhiên xông đến rồi ôm lấy cô, hôn cô tới tấp. Anh đã từng rất dịu dàng với cô, nhưng mà giờ phút này đây, anh giống như một con thú đang nổi giận, như thể muốn nghiền nát cô vào trong cơ thể anh, không thể nào thoát ra. Cho nên cô đã cắn anh rất mạnh. Thiền Viễn đau đớn buông ra, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Anh sẽ không chia tay với em, yên đan. Sau đó anh cúi đầu tiếp tục hôn cô. Cô nghĩ mình điên thật rồi khi mà hùa theo anh như thế. Có những thứ một khi mà bắt đầu thì khó lòng dừng lại. Khi mà cô hoàn toàn tỉnh táo, lúc này đã là nửa đêm. Người đàn ông đang nằm bên cạnh cô, hơi thở đều đặn. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc quần áo, nhìn Thiên Viễn đang ngủ say, cười nhạt. Cứ như vậy, lần đầu tiên của Yên Đan đã dành cho người đàn ông này đây. Cứ như vậy mà hai người đã ân ái với nhau say sưa suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau khi chặn tất cả thông tin liên lạc của cố Thiên Viễn, cô lấy từ trong ví ra 1.000, để lại đó kèm theo tờ giấy nốt. Tôi chơi chán rồi, để lại cho anh số tiền này, anh bồi bổ cơ thể. Tạm biệt và không hẹn gặp lại. Yên Đan chán nản trở về nhà. Bà mẹ chắc là đoán ra tình hình, hai người họ ngầm đồng ý không đề cập đến vấn đề thừa kế công ty của gia đình nữa. Nhưng mà cô không ngờ dư âm của cuộc chia tay khá mạnh mẽ. Vì một lý do nào đó mà cảm giác thèm ăn của cô tự dưng thay đổi, rồi trở nên tồi tệ. Cứ thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ là Yên Đan bắt đầu buồn nôn. Cô sút cân thấy rõ bằng mắt thường, mẹ cô cảm thấy lo lắng. Bà đích thân mua chiếc bánh ngọt từ tiệm bánh MO gửi cho cô. Mà cửa tiệm đã được đổi tên rồi. Bây giờ nơi đó được gọi là bánh ngọt Đan Luyến. Cái tên này thật là quê mùa. Nhưng chuyện tốt là bây giờ cô vẫn ăn được bánh ngọt. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi lên tiếng nói. Cũ không đi, mới làm sao đến được. Thằng nhóc đó không trân trọng con, thì còn nhiều người khác có thể trân trọng con. Trái tim cô đau đớn, nước mắt trào ra nhanh chóng. Cô cố gắng kìm nén, không muốn mẹ lo lắng. Rồi cô khẽ lên tiếng. Con không sao đâu. Không phải chỉ là một người đàn ông bình thường thôi sao? Ở đâu mà chẳng có. Con gái mẹ tốt như vậy, không lo không tìm được người đối xử chân thành với con. Mẹ gật đầu lia lịa, không bỏ lỡ cơ hội mà lập tức đề nghị ngay. Lần trước mẹ có nói cho con nghe về con trai của nhà họ Cố, người đã mua lại tiệm bánh ngọt MO. Mẹ nghe nói cậu ta cũng độc thân đấy, hay là con thử. Đây là một ý tưởng khác để cho cô đi xem mắt đây. Cuối cùng thì mẹ nói thêm một câu. Cứ coi như cho ba mẹ một chút thể diện đi con. Mẹ đã nói như vậy rồi, Yên Đan chỉ biết gật đầu. Vâng, vậy mẹ tự mình sắp xếp đi. Bà vô cùng ngạc nhiên, nói đi nói lại. Được rồi, bé cưng, con chỉ việc nghỉ ngơi, những thứ khác để mẹ lo. Có thể là vì ăn bánh quá nhiều nên buổi tối bụng dưới của Yên Đan bị đau. Cô ôm bụng xoa xoa một lúc thì phát hiện 2 tháng nay bà dì của cô không đến rồi. Có một dự cảm không lành dậy sóng. Sau nửa tiếng ngồi trên bồn cầu, cô nhìn 2 vạch đỏ chót hiện ra mà cả người tê liệt. Trong một lúc cô không biết nên vui hay nên buồn. Cô tức đến mức muốn lập tức đi tìm Cố Thiên Viễn, cắn cho anh 2 cái rồi đá vào người anh vài cái nữa. Trời đã rạng sáng mà Yên Đan vẫn còn mê man. Mẹ cô đến từ sáng sớm, kéo cô đi chọn váy rồi trang điểm. Cô mơ mơ màng màng nhớ lại, hình như là tối qua trước khi đi ngủ, mẹ còn nói với cô hôm nay đi xem mắt. Cô có thai rồi, còn xem mắt cái quái gì chứ? Ngay khi ngước lên, nhìn nụ cười đã mất từ lâu trên khuôn mặt của mẹ, tự dưng cô không nói thành lời. Từ ngày trở về, cô buồn bao nhiêu
thì mẹ cũng sẽ không vui theo bấy nhiêu. Bây giờ bà đang cảm thấy hạnh phúc, làm sao mà cô có thể làm cho bà thất vọng lần nữa? Không phải chỉ là một buổi xem mắt thôi sao? Chỉ cần quẩy lên là được rồi. Yên Đan đưa tay chạm vào chiếc bụng phẳng lì, tự nhủ: bé cưng, hôm nay phải dựa cả vào con rồi. Mẹ dẫn cô đến nhà hàng được trang trí sang trọng. Trước khi bước vào phòng riêng kia, cô đã cúi đầu đi theo sau mẹ, quyết định gây ấn tượng xấu với vị thiếu gia nhà họ Cố kia. Chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là do anh ta cùng họ với tên Cố Thiền Viễn. Họ Cố chẳng phải là cái gì hay ho hết. Lại đây nào, Yên Đan, đây là Cố Thiên Viễn đấy. Mẹ lên tiếng nói: cái gì cơ? Cố Thiên Viễn nữa? Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên. Người đàn ông trước mặt cô không phải chính là Cố Thiên Viễn hay sao? Không thể nào nhầm lẫn được. Lúc đó đầu óc cô trống rỗng, tai cô ù đi. Anh có phải là Cố Thiên Viễn hay không? Thật sự là Cố Thiên Viễn sao? Cho nên anh cũng là người đã mua lại tiệm bánh ngọt MO. Yên Đan không phải là người duy nhất chết lặng trong căn phòng này, đối phương cũng tương tự. Có điều Cố Thiên Viễn phản ứng nhanh hơn, sắc mặt của anh khôi phục bình thường. Quả nhiên, nam nhân đều là loại người vô tâm. Yên Đan giả vờ tò mò, lên tiếng châm chọc: Cố thiếu gia, không phải giờ này anh nên ở công trường để chuyển gạch hay sao? Cố Thiên Viễn nhìn cô vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại: vậy Diêm tiểu thư, hôm nay cô không đi làm phục vụ ở nhà hàng sao? Cả mẹ Diêm và mẹ Cố đều sững sờ. Sau khi mà nhìn qua khuôn mặt của hai người lớn, Cố Thiên Viễn cười: đùa chút thôi. Lúc này mẹ Yên Đan mới phản ứng: hóa ra hai đứa quen nhau từ trước sao? Yên Đan không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, cô khó chịu giống như vừa ăn phải thuốc nổ. Mẹ Cố thậm chí còn đưa mẹ Diêm đi mua sắm với lý do để Thiên Viễn chăm sóc cho Yên Đan. Căn phòng đột nhiên chìm vào trong yên tĩnh, cả anh và cô không ai nhìn ai. Tại sao em có thể đi xem mắt chứ? Chia tay rồi, không lẽ không thể nào xem mắt ư? Cô lạnh lùng nhìn Thiên Viễn. Không phải anh cũng đến xem mắt à? Cố Thiên Viễn nghẹn một cục mà giải thích: trước khi đến đây thì anh không biết là sẽ đến xem mắt. Cô hử nhẹ, những lời này chỉ có thể lừa được những cô gái 17, 18 tuổi thôi. Ngay khi mà Yên Đan định mở miệng giễu cợt thì đột nhiên trong bụng dâng lên một cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Cô bắt đầu nôn mửa vào thùng rác trong góc nhà. Cố Thiên Viễn vội vàng chạy đến bên cạnh cô, vừa giúp cô vuốt lưng lại vừa nhẹ giọng lên tiếng: sao thế? Em không ăn uống đàng hoàng có đúng không? Em đã nói bao nhiêu lần là em bớt uống đá rồi, bụng em khó chịu lắm sao? Yên Đan là bị ốm nghén, nguyên nhân là do con anh gây ra có được không? Cô đẩy anh ra: đừng giả vờ mèo khóc chuột nữa, Cố Thiên Viễn. Anh đừng nghĩ rằng có thể xóa bỏ mọi chuyện như vậy. Anh lừa tôi trước, tôi sẽ không quay lại với anh, càng không thể nào kết hôn. Cố Thiên Viễn sờ sờ mũi: anh còn chưa nói gì cơ mà. Dù em muốn kết án tử cho anh thì cũng phải nói cho anh biết nguyên nhân mới được chứ. Yên Đan suy nghĩ rồi lạnh mặt đáp: lý do là gì anh còn không biết sao? Cô nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện rồi bỏ đi như muốn chạy trốn. Sau khi ra ngoài, cô nhận ra hai má mình đang nóng bừng. Cô lắc đầu, cố gắng gạt Cố Thiên Viễn ra khỏi tâm trí. Yên Đan lang thang cả ngày ở ngoài đường, trong lòng thầm đoán ba mẹ đã đi nghỉ trước khi mà cô trở về. Không ngờ hai người họ vẫn đang ngồi trong phòng khách giống như đang chờ cô. Cô ngượng ngùng lên tiếng, miệng thì nở ra nụ cười. Con... Cô còn chưa kịp nói xong câu, mẹ đã cắt ngang lời. Biểu hiện của bà giống như không cần phải giải thích, mọi người đều hiểu rồi. Nhìn xem, bé cưng, mẹ đã nói chắc chắn con sẽ thích vị thiếu gia nhà họ Cố đó. Thấy hai đứa như vậy, mẹ yên tâm lắm. Hai người họ không phải đang nghĩ Yên Đan về nhà muộn thế này
Là bởi vì cô hẹn hò với Cố Thiên Viễn đấy chứ? Yên Đan hít vào một hơi thật sâu. Anh ta đã nói gì sao? Mẹ cô mỉm cười mà đáp. Cố Thiên Viễn nói hai đứa đều thích nhau, chỉ thiếu bước ký hợp đồng trọn đời nữa là xong. Thật là biết cách dát vàng vào mặt mình. Đều thích nhau cái quái gì chứ? Ai thèm yêu anh ta? Mẹ à, con không muốn lấy người đó đâu. Mẹ Yên Đan trừng mắt. Con còn nghĩ đến bạn trai cũ sao? Người đó không có tham vọng, không có hoài bão, sau này làm sao có thể cho con cuộc sống tốt đẹp đây? Yên Đan không hiểu mẹ cô sẽ sốc thế nào nếu như bà biết Cố Thiên Viễn chính là người bạn trai cũ mà bà đang nhắc tới. Cô bất lực giải thích. Đừng nhắc đến anh ta trước mặt con, chuyện đó là quá khứ rồi mà. Mẹ cô lại cười cười. Mẹ biết rồi, con đang xấu hổ có đúng không? Không sao, ba mẹ có phải là người ngoài đâu mà. Nhất thời không thể nào giải thích rõ ràng, cộng với việc đã mệt mỏi cả ngày dài, cô không còn sức để nói, chỉ khoát tay rồi trở về phòng riêng. Sáng sớm ngày hôm sau, Yên Đan nghe thấy tiếng ồn ào bất thường ở tầng dưới. Mẹ cô đang mở tiệc dưới nhà ư? Cô dụi mắt nhìn xuống. Không nhìn không biết, nhìn xong thì giật mình. Ba mẹ Cố và cả Cố Thiên Viễn đang ngồi ổn định trên ghế dài trong nhà Yên Đan, nói cười vui vẻ với mẹ cô, người đã vẽ ra chuyện này. Cái tên Cố Thiên Viễn chết tiệt kia, không cho anh ta biết tay thì không chịu nổi có đúng không? Yên Đan tức giận mà hét lên. Cố Thiên Viễn, anh lập tức lên đây cho tôi. Thực ra là cô đã hối hận sau khi hét ra câu này. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bốn người lớn dưới nhà, cô hận không thể đập đầu vào tường mà tự vẫn. Ngược lại, Cố Thiên Viễn lại bình tĩnh nói với người lớn. Yên Đan đang gọi con. Bà mẹ Yên Đan vội nói. Ừ, con đi đi. Phòng của con bé là phòng đầu tiên bên trái tầng 2. Bà mẹ Cố thì lại càng mừng rỡ. Ai cũng có thể nhìn thấy trên mặt họ viết chữ hôn nhân đã định. Sau khi mà kéo Thiên Viễn vào trong phòng, Yên Đan tức giận chất vấn. Anh làm như vậy là có ý gì? Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ đi vào trong phòng, nhìn kỹ xung quanh. Thì ra em thích những thứ này. Sau đó anh xấu hổ gãi đầu. Nếu anh biết sớm thì đã không đưa cho em bộ trang sức gia truyền đó. Cô ngớ người, hóa ra nó là đồ gia truyền của Cố gia. Cố Thiên Viễn nhìn cô, tiếp tục cười và lên tiếng. Đây là lần đầu tiên tặng quà cho một cô gái, nên anh không có kinh nghiệm. Anh đã nhờ chị gái tặng trang sức cho em, không nghĩ đến em lại không thích nó. Chuyện này có còn quan trọng không mà anh nói nhiều thế? Mà khoan đã, cô lên tiếng hỏi. Chị anh là ai? Cố Thiên Viễn lấy điện thoại ra cho cô xem, là hình ảnh của chị gái anh. Trời đất, đây không phải là người phụ nữ hôm trước có hành động thân mật với anh hay sao? Thì ra người đó là chị gái của Thiên Viễn. Cái này là chị ruột sao? Anh nhìn cô nhớn mày. Cùng một mẹ sinh ra, đương nhiên là chị gái ruột rồi. Xấu hổ quá, trời ơi. Thực sự là cô muốn độn thổ. Nếu Cố Thiên Viễn biết nguyên nhân chia tay là do cô ghen tuông với chị gái ruột của anh, sợ rằng anh sẽ cười cô đến đau cả bụng. Thôi được rồi, về chuyện món đồ trang sức đó, cô sẽ tha thứ cho Thiên Viễn. Nhưng mà còn chuyện anh giấu giếm thân phận với cô, chuyện đó thì... Mà quên mất, chính cô cũng không tự tin nói ra, bởi vì dù sao cô cũng giấu giếm thân phận với anh mà. Thấy Yên Đan im lặng hồi lâu, người đàn ông véo má cô. Trong lòng anh, em là xinh đẹp nhất. Cái gì thế này? Tự dưng anh nói ra một câu không liên quan. Sau khi hiểu ra ý của anh, Yên Đan lập tức đỏ mặt. Anh đang nói linh tinh cái gì thế? Anh còn cười nữa. Tránh xa em ra, đừng chạm vào em, Thiên Viễn. Trong khi hai người đang chiến đấu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Là mẹ Yên Đan. Thiên Viễn, Yên Đan, đến lúc phải ra ngoài rồi đấy. Khi ra cửa,
Người đàn ông không thèm để ý mà nắm tay của Yên Đan, lắc lắc thế nào cô cũng không thể nào thoát ra. Bà mẹ Yên Đan nhìn thấy anh dẫn cô xuống, nét mặt hơi mơ hồ, không ngừng nháy mắt với con gái. Bà mẹ cố cũng đặt trước nhà hàng, nói rằng hai gia đình sẽ có cuộc gặp mặt chính thức. Yên Đan vẫn đang hiếu kỳ, nhưng sau khi thấy nhà hàng đã đặt là chỗ làm việc trước đây, cô không dám xuống xe. Cô lén lén lút lút đến phòng riêng, sợ đồng nghiệp cũ sẽ nhận ra mình. Khi mọi người đã yên vị, ly rượu còn chưa được nâng lên, một cảm giác buồn nôn lại ập đến. Dạ, thật ngại quá, con xin phép đi vệ sinh. Yên Đan mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ mình lầm bầm. Đứa nhỏ này sao mà mấy hôm nay hay buồn nôn thế? Đang khỏe mạnh thì đột nhiên lại... Sau khi Yên Đan quay trở lại, cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn có chút khó nói. Cô nhìn sang Cố Thiên Viễn, phát hiện anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Sao đấy? Hỏi xong câu này, cô phát hiện đồng nghiệp cũ là Lâm Lâm đã đến bàn này để phục vụ. Khi Lâm Lâm nhìn thấy Yên Đan, cô thấy tình hình không ổn cho lắm. Sao cậu lại ở đây, Yên Đan? Cậu đang mang thai, sao còn phải đi làm chứ? Mọi chuyện là do hôm qua cô vừa biết tin có thai đã hành động ngốc nghếch. Ngay trong tiềm thức đã cùng với Lâm Lâm bóc phốt bạn trai cũ. Bây giờ cô có muốn ngăn cản cũng quá muộn màng. Lâm Lâm chỉ vào Thiên Viễn. Cậu đến đây vì người này có đúng không? Sau đó cậu ấy còn quay sang nói với Cố Thiên Viễn. Anh đó, tại sao anh có thể lừa dối Yên Đan của chúng tôi? Anh làm cho cậu ấy có thai và không muốn chịu trách nhiệm. Cho dù anh không muốn làm cha thì cũng phải chu cấp tiền nuôi dưỡng con cái gì đó chứ. Muốn Yên Đan của chúng tôi là mẹ đơn thân hay gì? Người lớn cả hai bên đều nhìn Thiên Viễn rồi lại nhìn Yên Đan. Anh nhìn tôi nhìn cô, mà không ai trong số họ có thể hiểu được giữa Yên Đan và Cố Thiên Viễn rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Yên Đan sợ nếu đồng nghiệp của cô tiếp tục nói nữa, càng làm rắc rối mọi chuyện hơn. Vì vậy cô đi đến, bịt miệng cô bạn kia và kéo ra ngoài. Lâm Lâm à, chuyện này tớ tự giải quyết, cảm ơn cậu nhé. Lâm Lâm ánh mắt đầy thông cảm nhìn Yên Đan. Đừng sợ, sớm muộn gì tên đó cũng phải trả giá đắt thôi, Yên Đan. Cậu kéo tớ ra đây để làm gì? Tớ còn phải phục vụ ở trong phòng này cơ mà. Không cần đâu, thật sự không cần đâu, Lâm Lâm. Bầu không khí trong phòng ăn riêng vô cùng nghiêm trọng. Ba mẹ cố nghiêm túc nhìn chằm chằm con trai, ánh mắt có thể sánh với cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân. Bản thân Yên Đan cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu với sự uy nghiêm của ba mẹ hai bên. Cô và anh đã hợp tác và cùng nhau làm rõ vấn đề yêu đương trước đây. Thế đứa bé đâu? Cả năm người họ nhìn chằm chằm vào bụng của Yên Đan, làm cho cô không khỏi rùng mình. Cố Thiên Viễn nắm tay của Yên Đan rồi quỳ xuống một gối. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh khi mà cố tình che giấu thân phận. Anh sẽ lấy em, Yên Đan. Anh sẽ chăm sóc cho em và đứa bé đến hết đời. Yên Đan vừa định mở miệng thì cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Ba mẹ, sao hai người lại sắp đặt hôn sự chứ? Ba mẹ có biết em trai con đã có người mà thằng bé thích rồi không? Vì cô gái đó mà em con còn đến công trường để chuyển gạch trong nửa năm đấy. Không những vậy, thằng bé còn tặng món bảo vật di truyền của nhà mình cho cô gái kia, thậm chí còn mua một tiệm bánh rồi đổi tên cửa hàng theo tên của cô gái kia. Mặc dù hơi quê mùa, nhưng mà cô gái đó tên là Yên Đan. Đây không phải là tình yêu đích thực sao? Dù sao thì con sẽ là người đầu tiên không đồng ý với cuộc hôn nhân mai mối gì đó của em trai con. Chị của Cố Thiên Viễn xông vào, làm cho cả hai bên ba mẹ đều ngạc nhiên một lần nữa. Chị ơi, đây là Yên Đan, là người em thích đó. Chị cố cứng đơ cả người, không biết phải nói cái gì nữa. Mãi sau đó, chị ấy mới hạ giọng xuống. Tên chết bầm này, em dám đùa chị có đúng không? Cố Thiên Viễn phải chạy thật xa trước khi mà chị cố đuổi kịp.
Sau khi kết hôn với Cố Thiên Viễn vài năm, khi mà nhớ đến cảnh tượng công khai vào bữa cơm ngày đó, Yên Đan vẫn cảm thấy gà bay chó chạy. Nói tóm lại, cả ngày hôm đó giữa hai người không có thời gian để nói chuyện. Ba mẹ hai bên mau chóng bàn tính chuyện kết hôn. Cố Thiên Viễn thậm chí đến cửa mỗi ngày, lần nào cũng mang theo một chiếc bánh xấu xí. Người ta nói anh đang học theo cách làm của thợ bánh, làm việc tại tiệm Đan Luyến. Yên Đan nhìn chiếc bánh có bốn cạnh khác nhau ở trước mặt, ngay cả cảm giác thèm ăn còn sót lại cũng biến mất. Hay là anh đừng học làm bánh nữa, đây không phải là phá hỏng tiệm bánh rồi sao? Cố Thiên Viễn có một loại khí phách, càng làm càng can đảm. Không được, anh chắc chắn phải làm cho bằng được loại bánh em thích. Chờ khi nào đến hôn lễ của chúng ta, anh sẽ bón cho em ăn. Anh bỏ qua cho em đi, và cũng bỏ qua cho loại bánh này đi, có được không? Nhiều năm sau, khi mà con trai của Yên Đan và Cố Thiên Viễn được 8 tuổi, nhóc con có một bé gái mà nó thích trong lớp. Nó vui vẻ chạy đến hỏi Yên Đan: "Mẹ ơi, con muốn tặng Đường Đường một chiếc bánh do chính tay con làm, giống như ba đã làm cho mẹ bằng cả trái tim đó." "Đương nhiên rồi, chúng ta đi thôi, cùng đi tìm ba nhé, để ba dạy cho con." Lúc này Thiên Viễn đang chơi xích đu với con gái cưng ở trong vườn. Đứa nhỏ nhìn thấy mẹ thì vui vẻ nhảy đến: "Mẹ ơi, hôm nay con muốn ăn bánh quy." Yên Đan giả vờ đau khổ: "Mẹ không làm bánh được thì phải làm sao bây giờ?" Cô bé lập tức chỉ tay vào Cố Thiên Viễn: "Vậy ba sẽ làm ạ." Yên Đan và Thiên Viễn nhìn nhau cười, anh và cô nắm tay thật chặt. Yên Đan hạnh phúc quay sang nhìn cả ba cha con, trong lòng cô đang cảm thấy định mệnh là một điều gì đó thật kỳ diệu. Ngay từ ban đầu, lúc cô chưa bỏ nhà ra đi, nếu như cô đồng ý theo ba mẹ đi xem mắt, thì chắc gì cô đã yêu Cố Thiên Viễn, chắc gì đã thích con trai của Cố gia, có khi còn chán ghét một tên công tử bột chỉ biết ăn hại, phá phách. Đến khi mà Yên Đan che giấu thân phận thiên kim tiểu thư, cô gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu để cho tình yêu sinh sôi nảy nở một cách tự nhiên nhất, thì tình yêu đó mới thật sự bền vững. Cuộc hôn nhân giữa hai người mới thật sự viên mãn, để giờ đây có một gia đình nhỏ bốn người, cười cười nói vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện ngắn vừa rồi. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.